Dạ vâng. À, em chào cả nhà nhé. Hôm nay đúng ngày Valentine thì anh em vừa nhận được quà. Em Hằng lại nhận được hàng. Vâng. Cảm ơn anh em. Anh em cùng em Hằng với cả nhân viên dỡ hàng nhé. Đây là một con S280 nguyên kiện trong thùng xốp này. Em sẽ có clip của con này mở cho anh em. Vâng, để xem hôm nay về những cái gì nhé. Anh em ở nhà từ sáng đến giờ chắc là nhận được nhiều chị em phụ nữ đó, chắc là nhận được nhiều quà Valentine đúng không ạ? Em Hằng thì hôm nay là nhận hàng đây này. Đó. Xem là những cái con gì. Vâng, cả nhà liên hệ cho em theo bên âm thanh của Khánh Hằng cơ sở 1. Vâng, logo của em đây. Và chụp giúp em nhé. 0912572434, địa chỉ 19 ngõ Trần Cao Vân, Chợ Rời, Phố Huế, Hà Nội ạ. Ngoài đây ạ, đây, hàng của em đây, nó về nó phải như thế này. Ngoài rất là đẹp, 7 màu luôn ạ. Vâng, đặt lên trên con này đi. Ngoài đây ạ. Vâng, hai con rồi, một con này thùng xốp, một con thì nó đẹp như thế này đây ạ. Vâng, đây là một con E2 SE80, một con thì trong không thùng xốp, một con thì đây rất là đẹp. Thằng này thì anh em đừng có kén chọn gì nữa nhá. Vâng, em xem là những cái gì nữa. Hôm nay thì em Hằng nhận quà đấy ạ, quà Valentine của em Hằng đây. Ôi, lại một cả em, một em đấy, một em 80. Vâng, anh em đặt từ trong năm đã quá. Anh em chuẩn bị nhận hàng giúp em nhé. Ghi lại cho em địa chỉ này và số điện thoại này, liên hệ cho em bên Zalo. Vâng, để em tiện gửi ảnh và báo giá. Con này đi cũng đầy màu. Đấy. Đẹp quá luôn ạ. Vâng. Một con SE80 nữa. Cái đợt này là cho anh em coi như là hàng đặt của anh em đã về. Vâng. Đẹp luôn ạ. Vâng, đây. Còn bụi xốp của nó đây ạ. Đẹp luôn ạ. Vâng. Quá đẹp luôn. Vâng. Anh em có thể liên hệ cho em và qua số điện thoại 0912572434 nhé, để nhận hàng cho nó được quà xuân sẻ. Vâng ạ. Đây là ba con rồi ạ. Vâng. Đây nữa ạ. Quà của em Hằng hôm nay đây ạ. Thôi em Hằng chả cần quà gì, thì cần những cái quà như này cũng được. Đây ạ, hàng của em nó về thì rất là đóng, rất là cẩn thận. Vâng, hôm nay thì em Hằng quay rất là đây ạ. Anh em cứ liên hệ cho em Hằng nhé. Vâng, lại một con để đây. Đấy. Một con Samsung SE9. Con này là con SE 70. SE 70 Fuelner. Fuelner SE 70. Để một cái bìa lên đúng không áp suất nhé. Đó. Một con Fuelner SE 70. Vâng. Là tôn trọng sở thích riêng của nhau nên chúng tôi cùng lựa chọn cho từng. Đây là một con Samsung SE 8 2 la mã.
Đúng rồi ạ. Đây ạ, cái mát màu xanh của nó thì em hàng nhận ra ngay đây. Như mới. Quá đẹp luôn. Vâng, như mới luôn. Lâu lắm rồi mới gặp một em như thế này đấy ạ. Để tặng ở trên này đây coi. Vâng, vậy là hôm nay em hàng về được 6 con e qua. 3 con SE80. Vâng. À, và một con SE9. Một con 70 Euro và một con SE8 2 La Mã. Vâng. Đây ạ. Hàng nó nguyên bản như thế này. Vâng. Còn bụi mà xốp của nó đây. Vâng. Anh em có thể liên hệ cho em hàng nhé. Còn riêng cái con đồ hộp xốp thì em hàng sẽ test clip riêng nhé. Vâng. Cái này thì có khách đặt rồi ạ. Và đặt từ lâu lắm rồi. Vâng ạ. Còn đấy em còn 2 con như này. Vâng. 2 con này thì nói chung là cũng còn 98% rồi. Anh em khỏi phải ghen tị. Vâng. Còn về cái hộp xốp này thì em có khách đặt từ lâu lắm rồi ạ. Vâng, bác em mơ lắm rồi thì hôm nay là mới về. Dạ. Vâng, cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã đồng hành với em Hằng, với cả bên cơ sở 2 của em cũng như là trong suốt thời gian qua. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều nhé. Vâng ạ.